Sáng 30 tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2022-2023, các cơ quan đơn vị, nhà trường quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục và đào tạo. Năm học 2022-2023, nhà trường quân đội đã đào tạo các khóa cán bộ cấp chiến dịch chiến lược, hoàn thành mục tiêu đề ra, đào tạo cho các đơn vị cán bộ cấp trung đoàn, sư đoàn và tương đương, đào tạo gần 300 tiến sĩ, hàng trăm thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học tốt nghiệp các trường quân đội đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các cán bộ đối tượng 1, 2, 3, giáo dục quốc phòng an ninh cho hàng vạn học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xây dựng quân đội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương kết quả và thành tích mà các cơ quan đơn vị nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Các nhà trường trong toàn quân đã nỗ lực đoàn kết, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, bảo đảm đúng kế hoạch, có những chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo. Và chúng ta đã có kế hoạch là đến năm 2025 là cơ bản xây dựng quân đội tinh gọn mạnh. Từ năm 2030 là sẽ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Và nó sẽ đòi hỏi cao hơn về chất lượng. Bởi vì chúng ta đã hiện đại thì không phải chỉ có hiện đại về vũ khí trang bị, mà chúng ta phải hiện đại về con người. Mà hiện đại con người thì chắc chắn rằng các nhà trường phải làm nòng cốt để thúc đẩy cái hiện đại hóa con người. Cái hiện đại con người thì mới đáp ứng được. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu thời gian tới, các nhà trường quân đội phải tích cực chuẩn bị tốt mọi điều kiện và tổ chức thi thử tuyển sinh quân sự theo hình thức đánh giá năng lực trên máy tính của Bộ Quốc phòng để rút kinh nghiệm, làm cơ sở, sớm áp dụng hình thức này vào tổ chức thi tuyển sinh, tích cực tổ chức biên soạn các loại giáo trình, tài liệu huấn luyện, bảo đảm đầy đủ, thẩm định chặt chẽ, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tại hội nghị, Bộ Tổng tham mưu đã khen thưởng 44 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.